Rồi chào bà con nghe, mình nói thiệt với con nghe dân ma TS. Đây là TS 160. Đây TS 160 là 16 ngựa bà con. Sản xuất lắp ráp trên đường. Cái dòng là 2004. Đó. 160 có đề luôn nè con. Đây có đề luôn, có đề có sạc luôn nè con. Con câu bình vô thôi. Sạc đề kết hợp nằm đây hết luôn nha. Con về câu bình vô là đây, bình dấu cộng vô đây. Đây. Nó cộng dây dấu mát thì vô đâu cũng được, dấu trừ vô đâu cũng được. Đó, phát im nè con. Dân ma sản xuất lắp đền đô có đề 16 ngựa là 160 rồi con, đẹp không, bét chim luôn nha. Đó. Còn đây là thứ không đề, đây quá đẹp luôn, thứ không đề luôn, sản xuất lắp ráp tại Indo nha, quá đẹp rồi con. TF 160 hàng đẹp khủng khiếp. Quá đẹp. Sản phẩm này bảo hành bà con 1 năm nha. Tháng đầu tiên hư 20 chặt đổi mới rồi. Mấy tháng còn lại bảo hành cốt nè. Lốc nè. Với bánh xe bánh đà. Còn đây là mẫu 120 mẫu mới. Đây 120 mẫu thể thao đây. Mẫu có đầu đèn thể thao, đây TF 120. Cũng sản xuất có gấp Indo nha. 12 ngựa cũng 2004. Đây đầu đèn nè, đầu đèn sáng nè, có đầu đèn. Sức nắp là anh đô. Đẹp mà con. Còn đây TF 150, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan, mắc in Thái Lan. 150 là 15 ngựa bà con, dưới tích xinh lên là 716 cm khối. Đẹp bà con à. Đây mấy kim nó đây nha bà con. TF 150 đẹp nha. Nó tắt đèn gắn trên dàn xới luôn bà con. Nào. Đẹp nha. Ồ, đẹp. Mát in Thái Lan luôn, ngon rồi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đã bà con ơi. TF 120. TF 150. Đây nè, dân ma đóng dịch ma rồi con. Mỗi lần bà con thay nhớt á, bà con phải quay thử cái nhớt lên không bà con phải chạy nha. Bà con phải coi kiểm tra nhớt, nếu không lên bà con chút ngược kiện trước một chút. Để nó khỏi chống hơi á, bà con xả nhớt bị chống hơi á, mỗi lần thay nhớt á. Con phải nhớ, phải coi lúc này màu xanh lên. Đây nếu mà chạy mà nó màu đỏ là thiếu nhớt, và lúc màu xanh lên là đủ nhớt. À, số dân ma TF nha. Còn đây là TF 230. Đây TF 230 đây. Của dân ma là 23 ngựa đó bà con. Sản xuất lắp Indo luôn. 230. Bên TF em gồm có là 70, 90, 110, 120, 150, 160. Nghe anh hỏi. Nghe anh hỏi. Đẹp không có hình không, tới em đang nhìn quê rồi. Dạ, có thì chào có thôi. Rồi có gì cho em miếng giấy hay là ghi tên cho máy cho em coi thử thôi. Có hình không? Vậy hả? Vậy hả? Rồi. Tấm 8635607. Dân ma rồi con. Dân ma gồm có hiện tại là dân ma TF 90, 70, 110, 120, 150, 160, 230 và 190. Đẹp rồi con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất đẹp rồi con ơi. Rồi chào bà con nha.
đây là con đề rất đẹp. Đây là con TF120 này, sản xuất lắp ráp Indonesia nè, 12 ngựa. Mẫu mới à, cái đèn nó đẹp nha, thể thao mà. Chấn đặt luôn con, không có lỗ luôn nha, đực lắm mà. Năm 2010 là 20 là cái bình cái nắp đại dầu là màu đen hết nha con. Đây là 20 là nắp dầu màu đen hết luôn. Mà có sọc rồi luôn. Có sọc luôn. TF120 sản xuất lắp ráp Indo. Đây là TF160 nè. Sản xuất lắp ráp Indo luôn nè. 16 ngựa 2400 vòng trên khúc. Ồ đẹp à. TF120 là bét kim luôn nè con. 160 bét cũng bét kim luôn. Đẹp nha. Dân ma luôn nha. Đây tem xuất khẩu nhập khẩu đây. Máy đẹp, quá đẹp. Sản xuất lắp ráp Indo. Còn đây là TF150 sản xuất lắp ráp Thái Lan nè. Đây máy tinh Thái Lan nè. Dung tích xi lanh là 716 nè. 15 ngựa nè. 2400 vòng trên khúc. Quá đẹp. Alo. Đây. Mẫu 2020 là mẫu này có hình của hai cái này với cái nắp dầu màu đen. Quá đẹp, dân ma luôn. Sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. TF150. Quá đẹp. Đây là 150 sản xuất Thái Lan, 160 sản xuất Indo. Sau lưng đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Thấy không? Má đúng rồi. Còn đây là TF190 sản xuất lắp cả Indo luôn. Phụ tùng linh kiện của nhiều khách nha bà con. Đây, đây là Hitachi da băng luôn, ghê không? Thì lắp ráp để khác, nắp khác nước lắp ráp thôi. Thế còn là linh kiện phụ tùng toàn bộ của Nhật. Quá đẹp luôn. Con này nó có đề luôn nha, đề sạc luôn nha, ổ khóa đề luôn nha. Con này sạc cả đời mà. Ghép phát điện hay dàn sới cải tiến hay sao đồ được á. Alo. Đang làm gì? Rồi căng. À. Rồi, để chút điện lại. Dạ. À, về chưa? Rồi ok. Đây TF190 sản xuất lắp ráp Indo theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản. Đa số là phụ tùng linh kiện toàn bộ của Nhật nha bà con. Chỉ là khác nước lắp ráp thôi. Còn đây TF190. Đây để xe kéo máy xây sát cái cổ lúa rồi đây đây. 230, 23 ngựa sản xuất lắp ráp Indo. Ghê không? Quá bự luôn. 230 là 23 ngựa đó bà con. Quá trời bự. Sản xuất lắp ráp tinh đô. Anh chị mua tùng của Nhật này. Quá trời đã luôn. Còn bà con nào có nhu cầu alo nha, 088-635-6707. Đây. Con tiếng Nhật luôn bà con. Dòng à. 2200 vòng trên phút, 23 ngựa tối đa. Nhất là 6 lít. À, bà con nào có nhu cầu alo nha, 088-635-6707. Anh em nhỏ nhất là TF120 của Indo, 160 của Indo, 150 của Thái Lan, 190 của Indo và 230 của Indo nha. Đẹp không con?
và bà con có thể alo nha, 0886356707. Quá kìa. Rồi xả nước đi anh ơi, tôi vô đi. Chạy nước hết luôn đi. Đây thì nó còn dòng TS nè, TS nè, 120 sản xuất gấp lên cho 12 ngựa nè, 2.400 dòng trên phút, mẫu rất là thể thao nha, rất đẹp phải không? Rất kim luôn nha, khá đẹp. Quá đẹp. À, TF 120. Đây TF 160. Quá đẹp phải không? Đẹp không? Sản xuất lắp ráp tên đường 160 là 16 ngựa, 2.400 vòng trên phút. Tặng dây gió được luôn nha, phía bảo hành được luôn. Rất đẹp rồi con ơi. Sản xuất với gấp tên đồ. Đây phía nhập khẩu rồi đây. Đây còn từ F190 nha. F190 sản xuất lắp ráp tại Indo luôn theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản nha. Phụ tùng linh kiện của Nhật hết trơn rồi bà con. Có đề luôn nha. Đó, ok luôn. Đặc biệt phụ tùng là lắp phụ tùng là của Nhật nha bà con, lắp ráp tại Indo luôn nha. Đây, phục đề là của Hitachi Japan luôn nha. Lắp ráp tên đồ nha, phụ tùng linh kiện của Nhật khách nhà nè, da băng luôn nè. Chắc ok rồi con. F190. Đây, mắt in da băng luôn nha. Rồi, mắt in da băng luôn rồi. Đây là da băng hết, tất cả chỉ lắp ráp tên đồ thôi. Rõ không thấy rõ. Dạ vâng.
con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Yamaha TF 120, 150, 120 là sản xuất lắp ráp tại Indo, 160 sản xuất lắp ráp tại Indo luôn, 190 sản xuất lắp Indo luôn, 230 Indo mà con, có 150 lắp ráp tại Thái nha. Em hỏi 150 là con coi, là con 230 nè, và xuất xứ Indo nè, là 23 nữa, 2200 vòng trên phút. Đa số linh kiện phụ tùng này là của nhiều khách và con, nó không còn có đâu, cái lắp ráp tại Indo thôi, còn phụ kiện là của nhiều khách. Đẹp, 230 dành kéo cộ hay là máy xay sát là ok luôn, hay là mấy dạng sới chế là vô địch luôn. 230, 2200 vòng trên phút. Rất đẹp rồi con ơi. TF đây, đề của da băng luôn, mặt da băng luôn rồi con. Ok, con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707. Đó là hàng dân ma, tất cả dòng dân ma nha. Con này nặng khoảng 180kg rồi con, đề bỏng là ok luôn. Đẹp rồi con ơi. Linh kiện phụ tùng đầy đủ nha, kép nước đầy đủ nha bà con. Đề cũng đầy đủ luôn nha. Đề dân ma đều có hết luôn nha. Dòng TF đề đều có hết. TF, NF đề đều có đề hết. F150 đây, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản nè. Đây, 150 made in Thái Lan luôn. Đẹp mà con. Hàng rất là chuẩn nha, không có thùng, hàng này bà con mua là có thùng. Rồi bà con có nhu cầu luôn là 0886356707. Rồi chào bà con nha, nó hiểu rõ con TF90 mẫu mới nè, Indo nha. TF90 mẫu mới, đầu đèn thể thao nha, đầu đèn này là chống va chạm nè con, đã không? Đây, mới chát luôn. Khô ga nha, không có dầu nhớt nha, mới nha, đây. 9,5 tốc độ tối đa 9,5-2400, tôi được, sản xuất là made in Indo. Mới trong thùng luôn, đây, Yamaha luôn nè. Bảo hành 5 nha. Cái kim nha. Đó đẹp. Có túi phụ tùng của Yamaha đi theo nè ha. Phụ tùng. Đẹp đó con, thể thao là Yamaha nắp đen nè. Đây cũng Catalo nè, về cui luôn nè. Catalo là không có tiếng Việt nha, chỉ có tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Indo thôi. TF90 có là 90, 120, 110, còn 160, đặc biệt đây là 160 nè. 160 có đề hay không đề nha, nhìn đề 160 có đề nè. Nhân mà đây, coi thông số nó nè, 16 ngựa, 2400 vòng trên phút, made Indonesia, có đề nha. Hôm nay con nào cũng có Catalo theo hết. Có đề là kết hợp với sạc sẵn luôn nha con. Đó. Đây, sạc nằm đây luôn. Có báo đề mỗi cái sạc luôn, sạc nằm đây luôn. Đó, sạc nằm tiếp có hộp chổng luôn đó. Con về có đấu điện vô chỗ này. Cái này là dấu cộng hay là gọi dấu dương á. Vô đây, còn dấu trừ, dấu mát thì vô chỗ nào cũng được. Chỗ nào có sắt tiếp xúc thì vô. Đó là TF90, TF110, TF120 và TF160. Đây, vô đây nè, TF230 luôn nha. Đây nè, TF230 nè, 23 ngựa, TF230, đây, 23 ngựa, 2200 phút, made in Indo luôn nha. Đây là TF160, đó, đây TF150, 120 nè con,
Trong heo mẫu mới sau này là giống nhau hết, chỉ là khác lớn nhỏ thôi, mẫu sau này giống nhau hết. 12 ngựa. Đây luôn. Là TF 120. 160, 150 cũng dọn mẫu đó luôn nha. Đây 160 có đề. Rồi con có nhu cầu alo nha, 088 635 677. Đó là số dòng TF, TS, Indo. Bây giờ sao số sản xuất Indo rồi con? Rồi con có nhu cầu alo nha, 088 635 677. Đa số giờ vét kim hết luôn nha. Good.
ơi, sửa đồng hoàng đây, sửa đồng hoàng đây, không được đâu. Sửa đồng hoàng gì không? Chết mẹ hư hoài rồi. Buộc phải luôn. Buộc phải đi ăn. Mua máy dầu tặng máy xăng ha. Rồi, hôm nay tham quan bà con xài cái máy TF Yanma sản xuất lắp ráp Tendo nè. Theo chuẩn bản quyền Nhật Bản nè bà con. F120, đây 120 luôn nha. Quá đã luôn. TF 120 của Indonesia nè. Gắn dàn xới dàn trang luôn nha. Quá trời, nhà 4-5 cái máy luôn. Ghê thiệt. Cuta rồi luôn nha. Mà cũng giàu à. Ba dàn xới, ba đầu máy. Cái trên 25-26 triệu, cái khoảng ba mấy triệu. Đầu máy không nha bà con. Trong miền Tây giàu ghê không. Tên luôn nè. Anh Minh Chí nè, ở Lâm Chiết, Lâm Tăng vậy nè. Sở IC rồi luôn nè. Dân Ma mới mua luôn nè. Đây Dân Ma. Có ghế ngồi luôn nha. Đây Dân Ma TF120. Dân Ma TF120 sẽ xuất lắp ráp Tendo nha. Coi Dân Ma bà con. Dân Ma dòng máy bền đúng không bà con. Đây Dân Ma đây. Quá đã luôn. Dân Ma TF. Tại sao cũng kỹ quá nè. Còn mới. Đây là thuộc thẩm trị nha bà con. Một chủ bao nhiêu máy đó. Ghê vậy ta. 1 chủ 1-5 chiếc. Máy máy xịn không? Đúng rồi, máy này tệ lắm cũng 28-26 triệu cái đầu máy. Đầu máy cũng hai mấy triệu rồi. Ghê ha. Hàng xịn không á. Hàng toàn hàng xịn không à. Quá đã luôn. Hàng xịn không nghe bà con. Xịn không á. Xịn không à. Đây, thằng Dân Ma nè, sản xuất lắp ráp Tendo nè. Dân Ma TF2 chiếc. TF nè, 120 nè, vậy ngon không? Nói với thằng Cuta nào ngon hơn? Thì tốc độ này xài ngon hơn mà Cuta nó mà uống nước lâu lâu dài mình không biết. Hiện tại thì Dân Ma xài ngon hơn, TF xài ngon hơn. Mà lâu dài mình không biết à. Hiện tại thấy vậy là ngon phải không? Hai thằng mắc ngang ngang nhau mà. Mà này chạy tốc độ hơn. Này chạy lẹ hơn phải không? TF. Thằng cô ta mình biết rồi đó. Cô ta xưa nay giờ. Còn này mới nhưng mà thấy nó ngon hơn, hiện tại thấy nó mạnh hơn phải không? Tại vì sao hàng mới ít ai dám xài. Mà anh xài được vậy là ngon rồi không? Không, nó hiện nó cũng lâu rồi. Nhưng mà thì hồi đó nó thương hiệu nó cũng lâu rồi, nó trước thằng cô ta luôn. Trước mà dân người ta em không biết. Từng xài. Dân ta phái của anh kia. Tạm giờ coi thằng này xài ngon ha. Là ta mua lại lại đó. Dân Ma phải không? Quá giàu rồi. Tại vì biết sao cái dân mình người ta nó học tiền. Đâu mà ông chích một cái. Ông ăn người ta đâu có tiền xài nữa, đâu có tiền ấy. Nữa. Mua lại mới không? Nó xài cái nào phải ngon cái phải không? Hàng có chất lượng phải không? Nhưng mà có tiền mua thử cái chơi thử xài chơi sao. Này là ngon rồi, nó có công tắc luôn nè, có xài phải không? Hả? Có công tắc đèn luôn nè. Đúng rồi, tắt luôn nè, tắt đèn sớ luôn nè. Ngon lành. Mấy mua mấy tháng rồi? Dạ
với một chiếc chạy năm mấy rồi đó. Dạ. Một chiếc mới chạy với đường dụ. Yang Ma là cũng ok ha. Yang Ma cũng là số 1 và thương một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Nhật Bản mà. Dạ, Nhật Bản có là Kuta nè, Yang Ma nè, Mitsu nè. Ôi Mitsu dở. Dạ. Mitsu thì nó đâu ra mấy dòng mới đâu, ra dàn sới không à. Mấy dòng mới đâu có Mitsu. Dầu thiên ngoại. Vậy đó hả? Yang Ma là ok ha. Yang Ma với Kuta nào ăn dầu hơn? Thì hơi ít dầu hơn kia. Ồ, ít dầu hơn Kuta nữa hả? Với là nó chuẩn ha. Đàn Yang Ma dầu chuẩn hơn Kuta nữa. Là ngon rồi. Có ghế ngồi luôn kìa. Nói trung bình một ngày làm nhiêu công ta? Ủa này làm nhiều lắm mà dân lính mà chịu làm nhiều lắm. Trời nó làm biến thôi. Làm biến thôi. Quá rồi không? Nhà 4-5 cái dàn sới luôn. Chài chạc chục đầy đủ luôn. Quá đã luôn. 200 xe luôn. Như thực hiện nghề mới, câu lạc bộ phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội. Ngoài ra, thằng mình bỏ càng cua luôn, thằng này không có gì dính rồi. Đúng rồi, nó xài càng cua như mấy cắt mà. Càng cua nó không nóng một chuyện nữa, nghe không? Giờ đá, nếu nó một thiều là nó không nóng lắm. Môi Việt Nam chê rồi. Môi Việt Nam rồi, thật sẽ ta khóc. Đúng số chưa không? Đúng số chưa không? Chạy số 1 thôi. Rồi sới số lẹ mới nổi. Thử cái lẹ. Chạy dữ lắm à. Rồi. Nè, dạ sơ buôn đón đăng luôn. Cậu ơi. Ông đi. À nè. Ông mời nhờ. Anh viết rút giỏi dưới nha. Đây là thả mau lắm. Đây là chung nghề mà. Không quay là không chạy đúng không? Ê, cắm đầu á. Đỡ đỡ cái đầu lên. Mẹ nha, mẹ nha, thẳng nha. Cắm đầu rồi, nặng quá à. Anh tiếc nè. Rồi. Tụt xuống em luôn à. Rồi, nó dướng cái bánh trên rồi. Thì sao? Rồi, từ từ nha. Từ từ nha. Một bánh. Một bánh đúng không? Có đúng không? Không, không bánh. Rồi, từ từ. Rồi, thẳng anh. Ở trên chịu lại đi. Chịu ha. Chịu nè. Ở dưới đây. Tới đây quá khỏe rồi. Rồi kéo xới đi. Rồi ok. Kéo bông no xuống tới đất luôn rồi đó. Cho nó tới đất. Tới luôn. Rồi chạy luôn đi, dẹp dán chạy luôn đi. Bây giờ rút cái này đi. Cây đẹp đó. Mẹ đẩy cây cho nó. Cái đùi này nhỏ quá không ta? Dễ gì? Cái đùi
Cái cày đó ông ơi. Ừ. Ủa cái này gốc này gãi làm hai không á? Ừ. Mẹ nó liền thì chơi không xong. Đẹp ha. Ừ. Con Yamaha TF160 là sản xuất lắp ráp trên đô là hay là chuẩn bán quyền Nhật Bản mà con. 160 là 16 ngựa đó. Indonesia. Màu rất đẹp ha, màu mới giờ là có gạch này nè con, nắp dầu màu đen. Đẹp ha. Nắp bự nha bà con. Màu rất đẹp bà con ơi. TF160 sản xuất lắp ráp Indo theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản. Rất là sắc sảo không con. Heo đóng in da bằng móc đóng nhân ma luôn nè. Con này nặng khoảng 100 mấy ký nha bà con. Rất đẹp, rất sắc sảo. Rất đẹp. Mới sau này lắp dầu màu đen hết cho bà con. Đẹp.
mẫu 2010 là 2020 là trò đen hết luôn. Đẹp, đời này đặc biệt cái đời dân ma này hết dầu không cần phải xả heo hay là mở heo này, mở cái bét heo này cũng không. Hết dầu cái con dặn nhẹ qua đây cái nè. Đó, dặn nhẹ cái khóa dầu đang cái là khoảng một phút là dầu nó đầy lại à. Nếu bà con lỡ không có hết dầu á, dặn nhẹ đây cái là động có xả dầu bọt luôn. Đặc biệt bà con muốn xài bền thì bao giờ để hết dầu bà con ơi. Hết dầu ảnh hưởng tuổi thọ đến hệ thống heo bét à. Bơm này lắm. Đừng mà từ đó đừng để hết dầu. Bà con mua tặng một cái dây go nè. Dây go của quạt gió luôn. Dây go nó là coi bản máy bà con dễ mua nha. Bản F39 á. Đây khi mua khi có là có cái dây này luôn nè. Dây gắn để xài đèn, đối với động cơ là có đèn. Không đèn là không có dây. Đẹp. Alo. Nghe đây. À nó giờ cái dòng nó hết hàng à. Dạ, 35 á. 35 anh. Đúng rồi. Chưa biết nó đang đặt bên Thái cái nào có anh alo cho. Màu rất đẹp. Đây là mẫu 120 nè con, mẫu thể thao được mới nè. Đẹp nè. Đây mẫu 120. Còn sản xuất lắp ráp tên đô luôn, thông tin chữ bản quyền cho băng luôn. Đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. PF160 sản xuất lắp ráp tên đô theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản. Rất đẹp bà con ơi. PF160 160 là 16 ngựa đó, 2400 vòng trên phút. Sản xuất tại Indonesia nha. Nặng là 140 kg. 160. Rất đẹp rồi con ơi. Mới của Indonesia luôn à. PF160 16 ngựa. Nhưng mà đẹp nha. Là 160 là bét lớn. Ủa, rất đẹp rồi thôi. Đời này đời không có đèn. Với ở mình ở quê mình ít có xài đèn đó. Nên lấy cái này đó. Cho nó thọ nó tiết kiệm được chi phí nha. Ủa, rất đẹp. PF160 sản xuất tại Indonesia. Số ngựa là 14-16 ngựa, số vòng 2.640 vòng trên phút. Bữa nay bảo hành 1 năm rồi bà con.
thấy rất là đẹp. Mới nó khỏe bà con ơi, mới tiết bảo hành nó khỏe hơn là cũ giờ mua rồi. Sợ cái đời này nó dễ nứt lắp slap, nó dễ nứt lóc lắm, nên nghĩa địa cũng hên xui nó bán rồi thôi à. Còn cái này mới trong thùng luôn, thứ 20 chặt lại mới trong vòng 1 năm luôn, của hãng Yamaha luôn nè. Con cái nó cẳng theo kèm không dây gió nè, mới rất đẹp, có hành 1 năm nha, thứ 20 chặt lại mới. Mới nó khỏe rồi con ơi, xài đồ in nữa, nó phải chi tiết nha, rất đẹp. Nó là TF 160 16 mã lực của Indonesia. Các bạn có bản xe AC6 vậy? Có. Để. Mũ hả? Chạy liền chưa em? Chạy liền hả? Vậy là gô đai đang chút nha, để F120 luôn, thầy chủ máy luôn à. Anh là chủ máy cái thứ 220 đó, tới trước có người mua cái rồi, cái trước mua về Mỹ Xuyên ở cho Thành Nhãn á, cái này Mỹ Tú hai huyện rồi ha.